Nên là khung cửa sổ nhà Kim này hả cô chú anh chị? Phía nhà bên kia cũng có mấy cây đó nữa, bây giờ nở hoa hết trơn rồi nè mọi người. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Một cái góc khung cửa sổ từ phòng ngủ nhà Kim hả mọi người? Xin chào con bà cô chú. Để hai chị học. Hello cô chú anh chị ơi. Hôm nay chị không có học mọi người, chị đang được nghỉ xuân 10 ngày lận ha. Nhưng mà hôm nay trời mưa. Hai mẹ con hồi sáng giờ bài ra vẽ viết gì tùm lum hết trơn luôn nè. Để cho ông bà cô chú xem làm chi đã vẽ được cái gì nha. Chị hôm nay chị tự chọn đồ nè, rồi mang cái gì dây rồi vòng vàng gì tùm lum hết trơn vậy ta. Xin chào cô bà cô chú. Hôm nay chị có đi học không? Không có. Hôm nay em chị đã nghỉ lễ rồi nè ông bà cô chú ơi. Mà hôm bữa đi học thì trời nắng, hôm nay nghỉ lễ xong trời mưa nguyên một ngày, hôm qua ngày hôm nay luôn cô chú anh chị. Cho nên là đâu có dẫn em chi đi đâu được đâu. Ở nhà nè, em chi vẽ từ hồi sáng tới bây giờ, em chi vẽ cái gì, em chi dục giấy tùm lum kìa em chi ơi. Em chi cắt rồi vẽ tùm lum. Đâu vẽ gì cho ông bà cô chú coi thử coi. Cái này là vẽ cái gì cho ai? Evelyn. Evelyn có ngày gì mà vẽ cho Evelyn? Evelyn birthday. Sinh nhật Evelyn hả? Uh-huh. Đây sinh nhật Evelyn mà em chi vẽ tặng Evelyn đây, đừng để đấy, mày coi cái gì đây? Lấy tay ra mà coi. Rồi con nói cái này là cái gì? Con bướm. Con bướm trời. Con bướm giỏi dữ thần nha trời. Con bướm. You. À, butterfly, nói là bạn là con bướm hả? Hôm qua chị hỏi ba là viết chữ butterfly làm sao nha, xong rồi viết vô đây. Đây con bướm nè, con bướm cắt ra nè cô chú anh chị. Cắt ra xong rồi trong đây viết chữ gì đây? I love you. I love you. Uh-huh. Rồi bên đây có chữ gì không? Trái tim. Trái tim. Rồi, nghĩ cho bạn thấy ghê luôn rồi lật ra. Ở trong đây có cái gì nữa? Cái này là ai? A girl that is a super girl. Super girl hả? Uh-huh. Trời gió đây hả? Này là gió cuốn hả? Uh-huh. Gió cuốn hỏi cô bé super girl này lại đây luôn hả? Rồi này là cái gì? I fall in a car and there's a flower in the envelope. À này giống như là cái lá thư trong đây nữa nè. Cái bức thư. Cái bức thư mà ở trong đây có cái gì, cái bông đây đó hả? Uh-huh. Nó cái bông vẽ dán rồi dữ lắm nha cô chú anh chị. Nó trái tim đó ông bà cô chú ơi, dán vô nè. Giống như trong đây có cái hộp nha mọi người, đây dán miếng giấy phía sau nè để giữ lại không bị rớt ra ngoài, xong rồi làm cái lá thư bỏ vô. Cũng biết sáng tạo chứ bộ, hay dữ vậy ta. Mà cắt gì nhí vậy đó. Làm cái buổi trời luôn đó. Rất là nghĩ cho bạn bè nha. Mà mỗi dạo này không thấy chi vẽ hình tặng mẹ. Rồi cái này là đang chi đang rủ mẹ. Mới vừa vẽ xong luôn bà cô chú ơi. Chi rủ mẹ chơi trò chơi. Chơi trò chơi gì đây? Một cô bé mà đầu tóc gì đâu? Tóc ai? Tóc của đó đó hả? Rồi. Tóc giả hả? Tóc giả rồi gắn đi chơi phải gắn vô vậy đó hả? Trời ơi. Rồi mấy cái này cái gì? Một chút đợi một chút đúng không? Rồi cái đó là cái gì? Cái lược phải không? Uh-huh. Cái lược chẻ tóc. Trời ơi. Cái lược có bao que sao mà chảy được không? Rồi còn cái gì nữa đâu? Cây son. Con cầm vậy không thấy cây son nè. Đúng rồi, cái son son môi đó hả? Trời ơi, quá trời điệu luôn, đi đâu mà điệu dữ thần vậy trời. Hả? Đi đâu á? Nó là cái gì? Máy sấy tóc á hả? Trời ơi, nay chăm chút cho tóc ta, giữ cho ta. Trời, bấm nút nữa nè, này có mấy cái đồ bấm nút vô sấy đúng không? Rồi cái này là cái gì? Gió nó bay ra đó hả? Trời ơi.
dữ thần vậy ta? Trời ơi. Ông bà cô chú thấy anh Chi không? Anh Chi có tí tưởng tượng dễ sợ không? Cái máy sấy cũng phải có gió thổi ra mới được nha cô chú ơi. Rồi cái gì nữa? Barbie. Cái đó là cái gì? Cái kẹp tóc đó hả? Uh-huh. Rồi vậy đó. Actually, Mama needs to do something on the back so it can always stay on. Ờ, rồi nói rồi giờ lấy cái đồ dán vô để sửa cái kẹp tóc lại nó mới dính được mà cô chú ơi. Nói em Chi đó, dễ sợ chưa? Rồi xong chưa? Uh-huh. Rồi làm sao? Kẹp tóc vô đó hả? Ủa, gọi xích cái tóc luôn. Gì vậy trời? Rồi chỉ có cái gì nữa đâu cho mà cô chú coi coi. Đó, một cái hộp. Cái hộp gì trong đây nè, mở ra. Cái này là hai mẹ con Kim làm á cô chú anh chị. Ủa gì? Quên password thì không có mật mã không mở được hả? Sao lâu dữ vậy? Đâu mở ra coi cái gì trong đây. Làm gì mà bí mật dữ vậy trời. Ta da. Đây, ông bà cô chú ơi, em Chi đã làm cái này nè. Con cái gì đó, cái đó là cái gì con nói cho mọi người nghe coi. Cây nấm. Cây nấm. Cây nấm đây. À, cái nắp chai rượu sâm panh nè, rượu sâm panh của ba Chi nè. Uống xong rồi cái kim lấy kim giữ lại đó. Cho em Chi chơi xong em Chi tô màu nè mọi người. Tô làm chấm chấm lên y như cây nấm ha. Cái này đem trang trí ở ngoài vườn được nè. Hoặc là ở trong nhà cũng được. Không biết ngoài vườn nó có bị rút nước vô trong đây không, không biết. Nhưng mà nhiều lắm nè. Lúc trước thì không biết kim dục bớt rồi đó, phải mà để nhiều đó, làm đẹp lắm. Đây, nhiều màu chưa? Đó, hai mẹ con Kim làm á. Hai mẹ con Kim làm mấy ngày nay rồi, sao giờ Chi đi học về làm đó, bữa nay nó khô rồi nè. Úc, Chi lụm lên đi, rồi đậy lại dẹp con. Xin chào con bà cô chú. Chi Chi đâu đi học? Chi Chi không đi học. Ủa ba về đi làm. Chị Chi đi xem phim. Chị nói ơi, xin chào một cô chú đi. Con đi xem phim. Ba Chi sẽ chở hai mẹ con đi xem phim. Xong rồi ba Chi về nhà làm việc tiếp mọi người. Hôm nay trời mưa đó, 11 độ. Mới mấy ngày trước 25 độ, hôm nay 11 độ. Em Chi nghỉ học xong xuôi quá. Nghỉ học cái trời mưa quá trời luôn. Không có đi ra ngoài vườn, không có ngắm hoa gì được hết trơn. Ở trong nhà không, buổi chiều ba sẽ chở hai mẹ con Kim đi xem phim. Chứ đừng có đụng vô. Mommy didn't do a good job. She did. Why she fell off then? It's not my idea. Xin chào con bà con chú. Con đi đâu? Đi xem phim. Bây giờ em chỉ muốn ăn kẹo nè, bà cô chú ơi. Rồi con chọn đi, mọi thứ con lấy một cục, hai cục gì đó. Mà không có mua nhiều ăn là bệnh. Mình lấy ít xong mình lấy được nhiều thứ. Cái gì, cái bông đúng không? Ừ. Hai cái bông luôn hả? Rồi gì nữa? They got too many in here, you know, too many things. You can, you don't want to get one thing the same thing, isn't it? Cái này là kẹo này cứng lắm nha con nha. Con muốn thử một cục thì thử. Đừng có lấy tay bóc, nó gấp vô chứ. Rồi bỏ vô bịch tới bậy rồi đó. Ăn luôn. Mẹ nói bỏ vô bịch một chút thử, đâu phải thử là ăn liền đâu. Rồi tới cái nào. Cho mẹ cục này đi, mẹ muốn ăn cục này nè. Rồi. Cái này là cái gì ta, mẹ muốn ăn cái này nữa. Lấy cho mẹ cái màu vàng nha. Màu vàng. Màu vàng xe khe này nè, quăng xe này luôn nè. Đó màu cam rồi đó, màu vàng này nè. Rồi chị có muốn ăn cái nào không, chị lấy đi. Cái chừng cứng á, cái đó cho mình nghĩ cho cứng. Rồi qua bên đây coi nè, bên đây có nữa nè chị nè. Cái cây này á hả? Rồi đưa mày gấp cho, cao lắm. Rồi đưa cái bịch đây. Mày ăn với chi nha. Cây này giống cây gậy quá hả? Rồi nào nữa?
Ôi Kim thích ăn cái này nè. Chi đưa cái bịch cho mẹ lấy cục nữa đi Chi. Mẹ thích ăn cái này. Rồi nào nữa. À mẹ thích ăn cho Coca. Coca của mẹ nha. Chi Coca không? Chi một cái Coca luôn, ăn ít kẹo thôi con à, ăn nhiều bệnh tối chảy máu mũi á. Mẹ ăn dữ quá. Cái nào? Cái đó cứng lắm. Cứng hay mềm? This one. I really want teeth too. Mẹ ăn cái này nè, mẹ thích này nè. Hả? Người ta mới để vô á, lại đây. Đưa đây, đưa đây mẹ. Mẹ ăn cục này rồi chị. I really want teeth too. Rồi chị ăn cái răng đúng không? Mẹ do what you. No, mẹ không thích ăn cái răng đâu. Cái hàm răng thấy ghê quá. Rồi vậy trên đây nữa nè, còn nhiều trên đây lắm. Này giống con sâu hơn con gì đó, con rắn. Con rắn. Cái chocolate nữa nè, trứng nè. Cookie bear. Mày dán nào nữa, đưa mày coi cái nhiều chưa. Cái đó đó hả? Rồi lấy đi. Rồi bỏ vô đây. Mẹ nghĩ là đủ rồi đó. Cái đó chua lắm, lần trước chua con không được, con nhớ không? No, really, it's not. Chua, hay lấy mày cục chục cục chocolate đó đi, nãy giờ coi chưa có chocolate đó. Cái thôi, một cái thôi. Nhập. Ừ, rồi, mẹ nghĩ đủ rồi đó con à, thôi nha. Như đó được rồi, quà của chú ơi. Nhiều quá ăn bệnh chết luôn rồi, con cầm đi. Đi ra tính tiền. Chú sao nữa hả? Yeah, mom, I'll be thirsty. Hai bạn anh. Con muốn lấy cái nước cam đúng không? Mở lấy tay. Nè, cam. Trời ơi, nhẹ nhẹ thôi chứ. Mày uống cái gì đây? Lipton, Lipton. Thôi mẹ không uống cái đó đâu. Rồi đi. Rồi tính tiền đi nè chứ nè. Tính tiền đi ra ngoài đây, đi ra đây đứng nè. Đây người ta có bán kem nè mọi người. Kem mà để thùng quá trời bự luôn nè. Có nhiều vị. Cứng quá. Ăn chắc gớt hàng gâm giả của mẹ ra quá. Mẹ đã hát cho xuống xuống mái ra. Nè cái này có thể xé được rồi chứ. Oh. Rồi đi lên. Đi ra con. Em Chi đã xem phim rồi nè, ông bà cô chú ơi, coi ẻm kìa. Tăng động dễ sợ luôn á. Đi. Giờ Kim sẽ đi qua bên cái siêu thị như bên đây nè. Kim mua một ít thịt hả xương gì đó, về Kim hầm canh bằng nồi cơm điện hả cô chú anh chị. Thế nồi cơm điện hầm canh. Ăn canh. Lâu rồi không có ăn mọi người. Chơi. Chị nó... Ủa, nó làm gì vậy trời? Đó, 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 thấy chưa, đứng lên con à. Thôi bậy rồi đó, ngồi vậy nằm giữa đường thấy ghê quá. Người ta cười chi, mặc cái áo vô trời mưa ở ngoài kìa chi kìa. Ở ngoài mưa nè mọi người ơi. Chi nè chi à, đi về con à. Trời ơi trời á. Bà giống như bị sóng trường vậy thôi. Đi con. Mệt chứ hả?
Mặc áo kiểu gì mà ngộ dữ vậy, trời mưa đi lẹ lên nè. Đi ra ngoài mua siêu thị mua đồ. Để hồi ba đã tới. Ở đây không có bán đồ, đồ chưa gì chứ còn đi mua quần áo rồi đó, bữa mua đồ chưa mặc hết nữa. Nè mặc cái áo lại đi, trời mưa. Cập nhật nhà bếp của Kim hôm nay nè mọi người. Cái tủ lạnh này đã đem vô đây rồi ha. Cái này có cái này là Kim để lò nướng với lại microwave ở đây luôn nè cả nhà mình ơi. Ở đây có cái này hôm nay là người ta sẽ đến người ta gắn cái mặt đá ha. Nhà Kim làm mặt đá gọi là đá gì ta, Kim quên mất tiêu rồi, mà giống như là đá đá thiên nhiên á mọi người. Hôm qua là hai anh thợ điện đã đến gắn điện rồi, gắn những cái điện ở trên đây. Ở dưới đây có một cái điện nữa nè, ở dài dưới cái gần cái nền đó của chúng chị có điện nữa, nhưng mà ở chỗ này người ta chưa có làm nó, chưa có gắn xong, chưa có bích chỗ này nè, cho nên là chưa có gắn điện được. Ít ngày nữa người ta khi mà mình làm xong á, hoàn thiện cái nhà thì người ta sẽ đến thêm một lần nữa ha, những cái thợ điện á. Đây là cái quầy, thì cái quầy này cũng để luôn cái mặt đá lên luôn. Cái chỗ này là vẫn còn thiếu gỗ nè cô chú anh chị, cho nên là đợi khi mà người ta giao xong đó mình sẽ làm luôn, mình sẽ mở này ra mình gắn vô lại. Những cái đường này nè là giống như sẽ ủi, có một cái miếng gì lên á, người ta sẽ ủi cho nó dính là hết đó mọi người. Trên cái quầy này cũng có cái mặt đá luôn, cái mặt đá giống như mặt đá trên bếp luôn ha. Đó. Đây là cái tủ rượu của ba chê, nhà Kim làm cái tủ rượu nhỏ thôi à. Đây cũng có một cái kéo này nè, cái ngăn kéo này đang Kim đang suy nghĩ là để cái gì trong đây. Này máy rửa chén á mọi người, máy rửa chén cũ thì không có đóng lại được cho nên là Kim đổi luôn cái máy rửa chén mới là có cánh tủ này luôn nè. Đó, vẫn chưa có sử dụng, đợi xong thì hết thì Kim mới bắt đầu là sử dụng nhà bếp lần. Nhưng mà nhà bếp á, chắc có thể là thêm một tuần nữa mới xong đó mọi người. Tại vì người ta giao giống những cái miếng vào đây nè. Có một cái miếng gỗ ốp bên ngoài ha. Tất cả những cái miếng gỗ ốp bên ngoài, cái miếng gỗ ốp phía ngoài và cái tủ lạnh nữa, người ta vẫn giao thiếu luôn, người ta giao lộn màu. Bây giờ mình phải đợi người ta giao lại, mà người ta giao lại là người ta phải làm cho mình nữa. Phải người ta phải order xuống với nhà máy đó, nơi mà sản xuất những cái tủ này nè. Ta phải làm cho mình xong rồi sơn rồi giao khoảng trong vòng 10 ngày. Là thứ sáu tuần sau người ta mới giao nữa đó cô chú anh chị, thì lúc đó mình mới làm. Cái kéo dài cũng lâu đó. Cái nền thì thứ ba người ta sẽ đến làm nền. Ở trong những cái kéo tủ lạnh này ra luôn để làm nền ha. Làm nền thì Kim làm cái màu nền giống như gạch cũ này luôn, gạch Kim đang có nè. Xong rồi chỉ làm nền qua bên đó thôi. Và sau khi mà người ta làm cái mặt đá trên cái bếp á, thì mình sẽ dán tường ở trên cái tường vòng vòng cái bếp này luôn nè cô chú anh chị. Nói chung là cũng thêm một tuần nữa mới xong á, là tính ra tổng cộng là khoảng 3 tuần hết mọi người. Cái tủ bên đây thì đã xong rồi, vẫn chưa có xong cái miếng ốp bên ngoài, vẫn chưa có. Ở phía cái miếng ốp ở trên cũng chưa có luôn. Xong rồi sẽ tô. Tô nhà nữa. Kim đang suy nghĩ là tô màu gì đây nè. Tổng thể bây giờ là như vậy đó ha mọi người, là chưa có xong. Nói chung là cũng hoàn thiện được 6 7 phần rồi đó. Bữa sau Kim sẽ cập nhật tiếp tình hình nhà bếp nhà Kim ha mọi người.